Xin chào tất cả các bác. Em lại có một con máy ngon bổ rẻ, bền, hình thức khá là ok. Con TR1 các bác nhé. Trước này em bán là 1.900.000, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam. Con này hai bên thành vách đầu hồi rất là phẳng đẹp luôn này. Được rồi, khá là hiếm luôn. TR1 này, hai bên đầu hồi rất là phẳng, tôn đẹp. Thay vì một con TR3 tính năng y hệt và hình thức hơn tị. Đấy. Con này thì cái giá nó hơi có canxi một chút, các bác về các bác tẩy thêm nhé. Đấy. Nội thất trong này thì khá sạch, à quên, thiếu cái tay phun này nhé, sẽ lấy bổ sung sang. Nội thất khá là sạch các bạn này. Có cái phần giá này thì nó hơi bám canxi thì các bác tẩy thêm thôi. Còn giá thành thì quá rẻ, 1.900.000 cho một con máy TR1 bảo hành 1 năm. Các bác có nhu cầu các bác alo nhé. Tất cả các tính năng thì đều ok, hoạt động ok hết, em test hết rồi. Bảo hành 1 năm cho các bác tất cả các tính năng luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu các bác alo nhé. Chào các bác.